Flamingo Đại Lải Resort được quản lý bởi tập đoàn SSK. Đó là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn và resort chuyên nghiệp tại Việt Nam. Khu resort của chúng tôi nằm cách Hà Nội chừng 45 km và điều này tạo sự thuận tiện cho du khách khi di chuyển tới đây, chỉ cần mất khoảng 1 tiếng đồng hồ lái ô tô. Đại Lải vốn là vùng du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng bậc nhất miền Bắc, nhờ được thiên nhiên ban tặng phong cảnh non nước hữu tình, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, cùng địa hình và hệ sinh thái phong phú. Đây còn là một vùng trù phú và đa dạng về văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Cách trung tâm Hà Nội 45 km và sân bay Nội Bài 10 km, tọa lạc tại một vùng bán sơn địa nên thơ phía Bắc, Hồ Đại Lải. Flamingo Đại Lải Resort trải rộng trên diện tích 123 hectare và bao quanh bởi 500 hectare mặt nước và 10.000 hectare rừng tự nhiên. Flamingo Đại Lải Resort là khu nghỉ dưỡng sinh thái hoàn thiện lớn nhất và đẹp nhất ở miền Bắc. Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải được xây dựng theo những tiêu chuẩn khắt khe của concept một khu nghỉ dưỡng. Nó không giống như một thành phố. Nếu bạn nhìn ngắm cảnh quan trong khu resort này, bạn sẽ thấy những gì đặc trưng nhất cho một khu nghỉ dưỡng. Và đặc biệt hơn, khi bạn đến nhà hàng Bamboo Wings, bạn nhìn vào thực đơn và sẽ thấy đó là một thực đơn mang đặc trưng phong cách Việt. Quay trở lại với phong cách của khu resort, chúng tôi thiết kế với mong muốn khách hàng đến đây sẽ được gần gũi hơn với môi trường tự nhiên, gồm có núi đồi, sông hồ và các rừng cây tự nhiên. Nghỉ dưỡng sinh thái gắn liền với phát triển bền vững là xu thế chung của ngành du lịch thế giới và cũng đang rất được chú trọng ở Việt Nam. Flamingo Đại Lải được kiến tạo bởi các kiến trúc sư, chuyên gia hàng đầu quốc tế và Việt Nam. Flamingo Đại Lải Resort được xây dựng theo triết lý sống sang trọng giữa thiên nhiên. Ngôn ngữ kiến trúc đồng nhất, hòa quyện với thiên nhiên, bảo tồn giá trị tài nguyên vốn có. Kiến trúc xanh và phong cách đương đại thể hiện rõ nét qua các công trình được vinh danh bởi các giải thưởng kiến trúc trong và ngoài nước. Flamingo Đại Lải Resort là nơi duy nhất tại Việt Nam được đầu tư để tạo nên không gian nghệ thuật cảnh quan rộng, kết hợp giữa phong cảnh rừng hồ, núi đồi tự nhiên vốn có với các gò đồi, mặt nước, thảm hoa được kiến tạo từ bàn tay con người. Biệt thự cao cấp tại đây được xây dựng theo lối kiến trúc sang trọng hiện đại nhưng vẫn tối đa hóa sự giao thoa với thiên nhiên. Khi thì ẩn hiện bên vạt rừng thông xanh mát, khi nằm yên ả bên bờ suối thanh bình. Kiến trúc của Flamingo Đại Lải được thiết kế theo phong cách đặc trưng của các khu nghỉ dưỡng cao cấp và trong mỗi căn biệt thự của chúng tôi
đều được đặt một chiếc hồ bơi riêng. Điểm nhấn kiến trúc trong khu resort của chúng tôi đó chính là nhà hàng Bamboo Wings. Nó được thiết kế theo một phong cách rất độc đáo. Câu lạc bộ nghệ thuật Flamingo là sự giao hòa và tỏa sáng của nghệ thuật kiến trúc và cảnh quan với nhà hàng kết cấu tre độc đáo, hòa quyện cùng đá, nước, gò đồi, thảm cỏ, rừng cây và các dải hoa sắc màu rực rỡ. Điểm nhấn của câu lạc bộ là nhà hàng tre lớn nhất và duy nhất ở Việt Nam, không có bao tre, mang tên Bamboo Wings, được xây dựng trên diện tích hơn 1.000 m². Bamboo Wings được thiết kế dựa trên ý tưởng từ cánh chim hạc vùng đất tổ Hùng Vương. Nhà hàng được tạo nên bởi hai bộ cánh tre tầm vông uốn cong, úp lưng vào nhau, tựa như cánh hạc đang dang rộng, vút bay trên mặt hồ Đại Lải. Chất Việt được cô đọng trong nhịp điệu đường cong của 41 khung kết cấu tre, tạo thành một bán khuyên ôm trọn hồ nước, cảnh quan thiên nhiên phía trước. Hiện tại, đây còn là nơi thường xuyên diễn ra những chương trình hòa nhạc cổ điển do dàn nhạc giao hưởng Flamingo trình diễn. Tháng 7 năm 2011, Bamboo Wings là công trình kiến trúc duy nhất của Việt Nam được nhận giải thưởng International Architecture Award Hoa Kỳ, giải thưởng tôn vinh những công trình kiến trúc và quy hoạch đô thị xuất sắc nhất thế giới trong năm. Dự án của Flamingo Đại Lải gồm có hai phần. Một phần dự án là những căn biệt thự cho thuê, khách hàng có thể đến ở, đó chủ yếu dành cho khách du lịch, và phần dự án còn lại là những căn biệt thự xây dựng để bán. Hiện nay chúng tôi đã đi vào hoạt động 28 căn biệt thự, gồm có biệt thự bên hồ, biệt thự trên đồi. Với những căn biệt thự được xây dựng để bán, chúng tôi đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong khu resort, với mục đích có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng khi tới chọn mua. Flamingo Đại Lải Resort hiện tại thì chúng tôi đang đi vào hoạt động ba khu lưu trú chính, đó là khu Lakeview Villa, Hilltop Villa và Thiên Yến Villa. Hiện tại tôi đang đứng ở căn Lakeview 105, một trong những căn có view đẹp nhất và sang trọng nhất của khu Lakeview Villa. Đây là khoảng không gian ngoài trời rất là rộng, bao gồm một bể bơi mini pool và một bãi cỏ rất là rộng. Mọi người có thể tổ chức tiệc BBQ, tiệc nướng ở đây cùng gia đình. Căn Lakeview Villa này thì được thiết kế hoàn toàn giống nhau và bên tôi có 14 căn như thế này. Phía bên ngoài của mỗi căn thì là ốp gỗ cọ và bên trong là gỗ tự nhiên. Đây là khu vực tắm ngoài trời của khu vực Lakeview 105. Các bạn có thể thấy đây là bồn tắm đá được đúc bằng đá nguyên khối do các nghệ nhân rất là kỳ công làm lên, và bên cạnh là vòi tắm đứng. Ý tưởng của nhà thiết kế đây là muốn cho du khách gần gũi với thiên nhiên. Thank you.
Và ở đây, chúng tôi có rất nhiều những hoạt động dành cho du khách khi đến ở tại khu resort này. Ví dụ như khu vực Beach Club được thiết kế nằm ngay cạnh khu vực bờ hồ Đại Lải. Ở đây có các trò chơi dưới nước như kayak, cano, mô tô nước, thuyền buồm. Qua cánh rừng thông xanh ngát, nối tiếp những dải cây đa sắc màu, thảm cỏ và bãi tắm trải dài ra trước mắt không gian xanh biếc, vô tận của trời mây và mặt hồ trong xanh. Câu lạc bộ bãi biển Flamingo mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ và khác biệt. Câu lạc bộ bao gồm 3 ngoài trời, được thiết kế trang nhã với tông màu nâu và trắng, đường nét nhẹ nhàng và không gian khoáng đạt mang lại cảm giác thư thái và thỏa mãn cho du khách khi thưởng thức một ly cốc tai hay rượu vang thảo hạng. Tên tôi là Joko, tôi là quản lý của khu bãi tắm Beach Club của Flamingo Đại Lải. Trước khi đến với khu resort này, tôi đã có kinh nghiệm lâu năm ở vị trí này qua quãng thời gian dài ở các khu nghỉ dưỡng tại Indonesia, Việt Nam và Nam Phi. Our Beach Club is a nice place to organize. Khu bãi tắm Beach Club của chúng tôi bao gồm một sân cỏ rộng dành riêng cho các hoạt động và các trò chơi ngoài trời cho nhóm. Có thể nói đây là nơi duy nhất nằm không xa Hà Nội với một cảnh quan đẹp như thế này lại có thể tổ chức những hoạt động vui chơi ngoài trời cho nhóm người có số lượng lớn. Chúng tôi thường mở cửa từ 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 7 giờ tối. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có khu vực quầy bar phục vụ đồ ăn và thức uống cho khách hàng trong suốt thời gian vui chơi tại đây. Và có một điểm độc đáo nữa tại khu bãi tắm của chúng tôi, đó là hiện nay câu lạc bộ sở hữu một lượng lớn các loại thuyền độc đáo với cano, whitel, xe máy nước, lướt ván và đặc biệt là thuyền buồm Flamingo độc đáo tại Việt Nam. Những trò chơi này dành cho hầu hết các khách hàng ở mọi lứa tuổi khác nhau. Họ có thể đến với những trò chơi này vừa để giải trí, vừa để tập luyện thể dục thể thao một chút nhằm cải thiện sức khỏe hơn. Trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ cung cấp thêm nhiều hoạt động vui chơi hơn nữa cho khách hàng khi đến với câu lạc bộ này. Theo quan niệm phong thủy, thuyền buồm được xem là biểu tượng thành công trong kinh doanh. Các thương nhân thường chọn hình ảnh thuyền buồm bởi nó tượng trưng cho gió, mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận. Thú chơi thuyền buồm cũng là thú chơi cao cấp, hấp dẫn và tạo nên thương hiệu, khẳng định đẳng cấp của người chơi. Sở hữu hơn 500 hectare diện tích mặt nước với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Flamingo Đại Lải Resort trở thành địa điểm lý tưởng cho các loại du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước như thuyền kayak, thuyền gỗ, thuyền buồm. Thuyền buồm Flamingo gồm hai loại mang tên quốc tế là Alaska và Miss. Đây là loại thuyền buồm độc nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay. Thuyền buồm Flamingo được thiết kế mang dáng dấp cổ điển châu Âu, có chút dấu ấn của những con thuyền Địa Trung Hải.
còn lá buồm vát thiết kế theo kiểu ba tư. Những con thuyền này điều khiển hoàn toàn từ sức gió tự nhiên. Về các trò chơi dưới nước thì mùa này nước trong hồ Đại Lải xuống thấp, vì vậy mà có chiếc thuyền khó di chuyển. Nếu như bạn đến đây vào tháng 9, tháng 10 hay tháng 11 thì nước sẽ dâng cao hơn, cao tới mức bao phủ hết phần sỏi đá kia. Đó chính là mùa đẹp nhất để chơi các loại thuyền này. Từ vị trí của khu vực bãi tắm này, du khách có thể nhìn thấy rất nhiều những hòn đảo nhỏ nằm trong khu vực hồ Đại Lải. Tôi không chắc có bao nhiêu đảo cả, chỉ biết là khá nhiều đấy. Nếu như du khách ngồi trên những chiếc thuyền lớn của chúng tôi và tham quan một vòng quanh hồ, chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm. Nằm trong khuôn viên rộng lớn và xanh mát của Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Spa là không gian thư giãn lý tưởng, một thế giới hoàn toàn thư thái để thả lỏng cơ thể và tĩnh tại tâm hồn. Flamingo Spa được thiết kế và xây dựng theo kiểu biệt thự kết hợp sân vườn, vật liệu xây dựng chủ yếu bằng đá tự nhiên và gỗ. Mọi đường nét, chi tiết nhỏ nhất trong kiến trúc và bài trí đều được thiết kế hướng tới sự hòa quyện cùng thiên nhiên. Tiếng nhạc du dương, hương thơm thoang thoảng và khung cảnh êm đềm của mặt hồ gợn sóng cùng những liệu pháp spa từ thiên nhiên sẽ xóa bỏ những mệt mỏi, lo toan thường nhật. Nằm tại Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Spa chúng tôi nằm ở giữa bán đảo phía Bắc của Đại Lải Resort, cũng như là trung tâm giữa các khu nghỉ Hilltop và Lakeview của khách hàng. Spa được nằm giữa một trung tâm, rất là thuận tiện cho khách hàng để đi lại, có thể đến spa để thư giãn. Trong spa của chúng tôi đây cũng chủ yếu là hướng về các sản phẩm về thiên nhiên, như là cũng về một số thương hiệu như Doxyton và thương hiệu của Ba T. Những cái sản phẩm đấy là tinh dầu, ví dụ như là tinh dầu lavender hoặc là tinh dầu oải hương. Những cái tinh chất đấy cộng với cả những cái thảo dược thiên nhiên ở tại khu vườn của spa đây, như là gừng hoặc là xả, hoa nhài hoặc là quế hồi, kết hợp lại trị liệu cho khách hàng có một sức khỏe rất là tốt. Sản phẩm của spa ấy, mỗi một bài có đều có một cái đặc tính tốt riêng của nó và cái tính sáng tạo riêng của nó. Như ở đây cái bài đặc biệt của chúng tôi đấy là bài được mang tên Flamingo Healing Massage, thì nó được kết hợp cái là bài massage body là về của Ấn Độ, bài massage body của Ấn Độ, và kết hợp với cả bài massage chân, nó rất là đi vào các huyệt đạo, rất là tốt cho khách hàng đi sâu vào giấc ngủ. Còn về cái bài massage body của Ấn Độ đấy, nó tạo bấm huyệt toàn thân, nó kích thích trực tiếp đến các giác quan và huyệt khí huyết, làm cho cơ thể chúng ta cảm thấy nó thoải mái, và nó cũng đi sâu vào tất cả các vùng, như là những cái tập trung vào những cái khu mỏi nhất như là vai, cổ, gáy hoặc là chân.
phong cách ẩm thực ở Flamingo Đại Lải muốn giới thiệu với khách hàng đó là một phong cách ẩm thực gần gũi với thiên nhiên nhất và dùng những đặc sản vùng miền tại nơi đây, đặc biệt nhất là cá, hải sản, ao hồ. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với khán giả là hai món ăn, là gồm món cá chép em dưa và một món nữa là món gỏi cuốn tôm. Ở Flamingo Đại Lải có rất là nhiều hồ, trong đó có một đặc sản đó là cá chép rất là ngon, tươi, nên tôi đã chọn và phù hợp để mà mình làm với món dưa. Đó là cái món của miền Bắc, thì cho nên là tôi muốn cho khán giả biết món cá chép ôm dưa tại miền Bắc. Còn về món gỏi cuốn tôm, đó là tôi muốn lấy chút xíu gì về mà ẩm thực của miền Nam để kết hợp với miền Bắc, cho nên là tôi chọn hai món này. Vì món gỏi cuốn tôm đó là có sử dụng với miếng nước mắm từ miền Nam đem ra đây, đó là mắm chua ngọt. Hiện tại là nhà hàng Flamingo Đại Lải đang phục vụ theo phong cách thuần túy Việt Nam và các món ăn Á. Nhưng sắp tới chúng tôi đang hướng tới một cái tiêu chuẩn mới, đó là mở rộng menu thêm và phục vụ cho khách quốc tế. Nơi tôi thích nhất trong khu nghỉ Flamingo Đại Lải là khu Beach Club, bởi tôi thấy nơi đó thực sự đẹp. Tôi nghĩ khách hàng đến với Flamingo Đại Lải thì cũng nên ghé thăm nơi này. Một không gian hồ rộng lớn được bao bọc bởi rừng cây xanh mướt xung quanh. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chơi các trò chơi theo nhóm trên bãi cỏ mênh mông, hoặc cũng có thể trải nghiệm các môn thể thao dưới nước như kayak, cano hay mô tô nước. Tôi nghĩ rằng khi đến với Beach Club, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán cả. Because when you go to Beach Club, you will never feel boring. When I start working here, I always talk to my friend that I live in a lonely heaven. I always say like that. You can imagine how beautiful. Bạn biết không, khi mà chúng tôi bắt đầu làm việc ở đây, tôi đã nói với bạn tôi rằng tôi đang được sống trên một thiên đường với những cảnh quan thơ mộng nằm cách Hà Nội chỉ 45 km, không xa với trung tâm thủ đô. Nhưng bạn có thể tìm thấy một không gian thơ mộng với sự hài hòa giữa núi đồi, sông nước và cỏ cây hoa lá, chẳng khác gì một thiên đường cả.